học thì du học Mỹ là nơi luôn được các bậc phụ huynh và các bạn học sinh chọn lựa hàng đầu, và số lượng du học sinh du học Mỹ vẫn không ngừng tăng lên. Và hiện nay đã có hàng ngàn sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Mỹ. Những bạn nào đang tìm kiếm học bổng du học Mỹ thì hiện nay trường Central Michigan University hàng năm trường cung cấp nhiều loại học bổng khác nhau cho sinh viên. Và học bổng này dành cho sinh viên quốc tế, chỉ đóng học phí như là sinh viên bản địa của bang Michigan. Thì trường đại học Central Michigan University, được gọi tắt là CMU, là trường đại học công lập được thành lập vào năm 1892 tại khu vực Mount Pleasant, tiểu bang Michigan. Trường đại học Central Michigan là một trong 100 trường đại học lớn nhất nước Mỹ, với hơn 60 địa điểm trải rộng khắp Bắc Mỹ, bao gồm cả Hawaii và Canada. Thì trường cung cấp hơn 400 chuyên ngành đào tạo ở bậc cử nhân và thạc sĩ. Trường có 9 phân khoa chính, bao gồm là khoa quản trị kinh doanh, khoa truyền thông và nghệ thuật, khoa giáo dục và dịch vụ con người, khoa sau đại học, khoa dịch vụ con người và khoa học nhân cách, khoa dược, khoa khoa học và công nghệ, khoa y tế. Thì vì sao các bạn lại chọn trường Central Michigan? Thì trường Central Michigan đứng thứ 194 trên toàn nước Mỹ bảng xếp hạng các trường đại học và cao đẳng tốt nhất nước Mỹ. Thì trường đại học Central Michigan là một trong 100 trường đại học công lập lớn nhất của Hoa Kỳ. Trường đại học Central Michigan là một trong 100 trường đại học công lập lớn nhất của Mỹ, là trường đại học có bề dày lịch sử. Trường Central Michigan là một ngôi trường tuyệt vời cho các bạn sinh viên muốn trải nghiệm cảm giác học tập ở trường đại học lớn. Ở đây sinh viên sẽ cảm thấy là rất độc lập và tự tin. Trường Central Michigan cung cấp hơn 200 chương trình học như là đại học, thạc sĩ, chuyên gia và các cấp tiến sĩ. Tổng số sinh viên là hơn 27.000, trong đó tỷ lệ sinh viên, giảng viên tại Đại học Trung tâm Michigan là 21:1. Và nhà trường có 33% lớp học của mình ít hơn 20 sinh viên. Hoạt động sinh viên tại trường rất là sôi nổi, có 388 câu lạc bộ và các tổ chức sinh viên như là nhóm học thuật, nhóm tranh luận, nhóm sinh viên quốc tế, nhóm thảo luận chính trị, nhóm tôn giáo, nhóm hát, nhóm dịch vụ xã hội và rất là nhiều nhóm khác. Về quy trình hồ sơ thì điểm trung bình môn là trên 2.5, phí đăng ký nhập học không hoàn lại là $35, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương đương là khoảng 30.498 USD và thư xác nhận bảo lãnh tài chính từ phía trợ cấp tài chính. Học bạ và bằng trung học phổ thông tiếng Anh là IELTS 6.5, hộ chiếu. Và các cái kỳ nhập học trong năm thì kỳ mùa hè bắt đầu nhập học là tháng 5, và kỳ mùa thu bắt đầu là tháng 8, và kỳ mùa xuân là bắt đầu từ tháng 1. Về chi phí dành cho sinh viên quốc tế năm 2015 là học phí là 23.670, về nhà phòng ở thì chi phí khoảng 8.780, sách vở là 1.000, thì tổng cộng là $33.450. Thì để chi tiết hơn về trường Central Michigan, các bạn hãy liên hệ ngay tư vấn viên qua địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Vâng, và xin chào tất cả các bạn. Thì Mỹ vẫn luôn là một miền đất hứa dành cho tất cả những bạn du học sinh, trong đó có sinh viên quốc tế và có cả sinh viên Việt Nam. Và đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Quốc Tú để biết lý do vì sao bạn lại chọn Mỹ để làm điểm đến du học của mình, cũng như là những cái kế hoạch trong tương lai của bạn sẽ như thế nào nhé. Chị xin chào Quốc Tú. Quốc Tú có thể giới thiệu đến với các bạn về bản thân của em được không? Chào các bạn, chào chị. Em tên là Nguyễn Quốc Tú. Thì em đã tốt nghiệp đại học UTEC, ngành IT ở Việt Nam, và em tới Tân Định Dương để làm hồ sơ xin du học Mỹ, ngành quản trị kinh doanh. Trong thời gian rảnh thì em hay chơi thể thao, nhất là bóng rổ, kiện tịch thể thao. Rồi, nếu vậy thì cho chị hỏi là lý do vì sao em lại chọn Mỹ để làm điểm đến du học của mình? Vì Mỹ là quốc gia có nền kinh tế phát triển, nên, và cái ngành mà em học là ngành quản trị kinh doanh, nên em nghĩ là mà học ở Mỹ sẽ rất là phù hợp với em. Và khi em đưa du học Mỹ và em lấy được một bằng cấp ở Mỹ về thì em nghĩ nó cái bằng cấp nó sẽ tốt cho em sau này khi về thì trở về Việt Nam. Nếu vậy thì cho chị hỏi là ở Việt Nam em đã học ngành IT, nhưng mà qua bên Mỹ thì em chọn quản trị kinh doanh, lý do vì sao mình chuyển ngành như vậy em ha? Dạ là bởi vì chuyên ngành của em là IT, nhưng khi em muốn lấy thêm cái sự kiến thức và cái hiểu biết về ngành quản trị để về có thể tự lập một công ty riêng cho riêng mình khi ở Việt Nam. À, vậy là mình cũng đã có dự định cho tương lai của mình như vậy rồi. Nếu bạn cho chị hỏi là qua Mỹ thì em sẽ học cái trường gì, cũng như là cái bang nào em ha? Qua Mỹ em sẽ ở Florida, ở trường University of West Florida. Trường em thì có khoảng 12.000 sinh viên, chỉ có khoảng 500 sinh viên quốc tế để học mỗi năm thôi. Thì trường cũng được đánh giá là một trong những trường công tốt nhất ở Florida. Và ngành
quản trị là một trong những cái ngành được giải nghệ tốt trong hơn 70 ngành của trường. Dạ, trường thì thêm nữa là trường có rất nhiều cái câu lạc bộ thể thao như là bóng đá, bóng rổ, golf, bóng chày. Nó sẽ phù hợp với cái người thích thể thao nhiều. Dạ, đúng rồi. Ban Florian nơi em học thì đó là một ban ấm áp nhất của nước Mỹ. Nó cái thời tiết nó rất là phù hợp với Việt Nam, phù hợp với những bạn nào mà không quen thay đổi khí hậu. Và Florida thì có nhiều trường công tốt của nước Mỹ. Nó có cảng biển nữa. Nhưng vì em ở Vũng Tàu nên em nghĩ là em cũng thích biển. Florida. Chị thấy ngôi trường này rất là phù hợp với em luôn đó. Rồi vậy cho chị hỏi là khi mà em làm hồ sơ tân đại dương thì cái cảm nhận của em như thế nào? Dạ, cảm nhận em là thấy rất là an tâm ạ. Rất là an tâm khi cảm nhận cái hồ sơ xong được mình được tư vấn. Mình cảm thấy hồ sơ của mình cảm thấy an tâm và tự tin hơn nhiều khi để mà xin visa đi Mỹ. Em biết dịch vụ của tân đại dương qua các website và các hội thảo du học. Khi em lên internet, khi em chuẩn bị mà du học á, em lên internet tìm hiểu về các công ty tư vấn thì em có xem các trên YouTube các clip về phỏng vấn du học, rồi em thấy có tên đại dương và cả các hội thảo cũng có tên đại dương, mà em tìm hiểu tên đại dương từ qua họ từ website. À, khi tới tên đại dương thì em gặp chị Huệ là người tư vấn cho em. Thì chị rất là vui vẻ và rất là tận tâm với em. Trước khi em đi phỏng vấn, chị Huệ sắp xếp hồ sơ của em rất là kỹ và cho em, nói chuyện em dễ dàng khi mà đi gặp phỏng vấn. Thì khi trả hồ sơ ra lãnh sự quán hỏi phần nào em nắm chắc phần đó. Còn cũng học với anh Khôi thì anh giải đáp tất cả các thắc mắc của em, như là về tìm trường hoặc là về những cái trường đó như thế nào, bài ban như thế nào, lý do tại sao em thích, các câu hỏi về lãnh sự quán có thể sẽ hỏi, anh Khôi sẽ giải đáp cho tụi em. Và còn anh Bảo Anh thì giúp cho tụi em tự tin hơn trong giao tiếp và khi gặp lãnh sự quán. Thì em bây giờ có visa và khi có bạn bè hoặc là có người thân em mà muốn đi học, chắc chắn em sẽ giới thiệu về tân đại dương. Bởi vì em thấy tân đại dương em làm việc rất chuyên nghiệp, rất nói chung là tạo cho sinh viên cái sự tự tin, sự hiểu biết thêm về môi trường và cái việc mình đang làm, rất dễ cho việc lấy visa lắm. Chị cảm ơn những chia sẻ và những tình cảm của Quốc Tú đã dành cho tân đại dương, và chị hy vọng là sau khi mà mình hoàn thành cái chương trình quản trị kinh doanh ở bên Mỹ, em về đây có thể mở được cái công ty riêng cho bản thân mình nha. Cảm ơn chị. Vâng, và vừa rồi thì các bạn cũng đã lắng nghe được những chia sẻ của Quốc Tú về cái quá trình làm hồ sơ của bạn, cũng như là những dự định trong tương lai của bạn như thế nào. Thì các bạn còn chần chừ gì nữa mà không đến ngay với công ty Tân Đại Dương để chắp cánh ước mơ du học của mình theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra các bạn cũng có thể liên hệ qua số điện thoại 08-3848.